Tại sao một số loài động vật ăn thịt bạn tình sau khi giao phối? Các nhà khoa học phát hiện khoảng 1.500 loài động vật sẽ ăn thịt bạn tình sau khi giao phối. Điều này nghe có vẻ tàn bạo, nhưng nó hoàn toàn hợp lý nhìn từ góc độ sinh sản. Bọ ngựa đứng đầu trong bảng xếp hạng có tỷ lệ con đực bị ăn thịt cao nhất trong số 1.500 loài trên. Còn cái thu hút con đực để giao phối không nhằm mục đích sinh sản, mà để có được một bữa ăn thịnh soạn. Khi chúng giao phối xong, con cái sẽ ngay lập tức nhai đầu con đực. Một nghiên cứu gần đây liên quan đến 52 cặp bọ ngựa Springbok cho thấy hơn 50% các cặp loài động vật này sẽ tấn công nhau trong vòng 12 giờ đầu tiên. Nếu con đực thắng trong trận chiến sau khi quan hệ, nó sẽ giao phối thành công hoặc trở thành một bữa cho con gái khi chúng không thể chạy thoát. Bọ ngựa Springbok cái không thực sự cần con đực sinh con, nó có thể sinh sản đơn tính dẫn đến nó ăn thịt bạn đời của mình thay vì giao phối với con đực. Một loài khác được gọi là nhện quá phụ đen, tên khoa học là Tradetus. Những con đực tìm kiếm bạn tình bằng cách nhổ những dây tơ vào người con cái. Sau khi tiếp cận, nó không ngừng kích thích con cái bằng cách chạm vào cơ thể chúng và giao phối. Sau đó, nó phải chạy trốn khỏi hang ổ của con cái một cách nhanh chóng. Nếu quá chậm, con đực sẽ trở thành bữa ăn tối cho con cái. Trong trường hợp sống sót, loài nhện này sẽ tìm kiếm những bạn tình khác để tiếp tục quan hệ tình dục. Một loài nhện khác có nghi thức tình dục kỳ lạ chính là nhện lưng đỏ. Nó sẽ hy sinh mạng sống theo đúng nghĩa đen để có thể giao phối. Các nhà động vật học đã quan sát thấy, trong quá trình quan hệ tình dục, con đực vào một tư thế đưa bụng vào răng nanh của con cái, sau đó chúng sẽ chết. Nói cách khác, con đực chỉ có thể quan hệ tình dục một lần trong đời. Có khoảng 300 loài bạch tuộc sinh tồn dưới đáy biển tối tăm, và một số trong số chúng phạm tội ác tàn bạo chính là giết bạn tình sau khi quan hệ. Một trường hợp điển hình được ghi lại liên quan đến một con cái quan hệ tình dục với con đực, sau đó nó sử dụng xúc tu của mình để bóp nghẹt và kết liễu bạn đời. Tuy nhiên, không phải tất cả bạch tuộc đều chết sau khi làm tình, chúng có xu hướng chống lại nó. Những con khác, như bạch tuộc sọc Thái Bình Dương, không gây hại cho bạn tình trong khi đang giao phối. Chúng có thể kéo dài điều này đến 2 ngày. Tại sao phải làm điều đó? Một lời giải thích khả dĩ cho việc ăn thịt đồng loại sau khi quan tình dục có thể là sự nuôi dưỡng to lớn mà người bạn đời cung cấp cho con cái sau khi chúng giao hợp. Con mồi mà con cái đang tìm kiếm chỉ tình cờ là con đực mà nó vừa giao phối. Điều này đảm bảo rằng con cái nguồn năng lượng dồi dào cho trong lúc mang thai và sinh con. Cũng như loài nhện lưng đỏ, các nhà khoa học thấy rằng những con đực bị ăn thịt hầu hết có xu hướng thời gian giao hợp lâu. Điều này giúp chúng có cơ hội truyền gen tốt để duy trì loài. Những con vật hy sinh mạng sống của mình để giao phối trớ trêu lại làm tăng tỷ lệ thành công sinh sản của chúng. Ăn thịt đồng loại tình dục nghe có vẻ tàn bạo, nhưng nó hoàn toàn hợp lý từ quan điểm sinh sản thành công. Một số động vật, đặc biệt là động vật không xương sống, phải di chuyển quá lâu tìm bạn đời để quan hệ thành công và truyền gen cho con cái, và chúng nguyện chết vì động cơ đó. Tại sao một số loài động vật ăn thịt bạn tình sau khi giao phối? Các nhà khoa học phát hiện khoảng 1.500 loài động vật sẽ ăn thịt bạn tình sau khi giao phối. Điều này nghe có vẻ tàn bạo, nhưng nó hoàn toàn hợp lý nhìn từ góc độ sinh sản. Bọ ngựa đứng đầu trong bảng xếp hạng có tỷ lệ con đực bị ăn thịt cao nhất trong số 1.500 loài trên. Còn cái thu hút con đực để giao phối không nhằm mục đích sinh sản, mà để có được một bữa ăn thịnh soạn. Khi chúng giao phối xong, con cái sẽ ngay lập tức nhai đầu con đực. Một nghiên cứu gần đây liên quan đến 52 cặp bọ ngựa Springbok cho thấy hơn 50% các cặp loài động vật này sẽ tấn công nhau trong vòng 12 giờ đầu tiên. Nếu con đực thắng trong trận chiến sau khi quan hệ, nó sẽ giao phối thành công hoặc trở thành một bữa cho con gái khi chúng không thể chạy thoát. Bọ ngựa Springbok cái không thực sự cần con đực sinh con, nó có thể sinh sản đơn tính dẫn đến nó ăn thịt bạn đời của mình thay vì giao phối với con đực. Một loài khác được gọi là nhện quá phụ đen, tên khoa học là Tradetus. Những con đực tìm kiếm bạn tình bằng cách nhổ những dây tơ vào người con cái. Sau khi tiếp cận, nó không ngừng kích thích con cái bằng cách chạm vào cơ thể chúng và giao phối. Sau đó, nó phải chạy trốn khỏi hang ổ của con cái một cách nhanh chóng. Nếu quá chậm, con đực sẽ trở thành bữa ăn tối cho con cái. Trong trường hợp sống sót, loài nhện này sẽ tìm kiếm những bạn tình khác để tiếp tục quan hệ tình dục. Một loài nhện khác có nghi thức tình dục kỳ lạ chính là nhện